Yo, what's up everyone and welcome back to Jumping with TOEIC. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Jumping with TOEIC. Và như các bạn đã biết thì hiện nay một số trường đại học đã đổi chuẩn đầu ra, đó chính là bài thi TOEIC 4 kỹ năng. Đây là một sự thay đổi vô cùng hợp lý bởi vì hai kỹ năng nghe và đọc chỉ đánh giá được khả năng hiểu tiếng Anh của thí sinh mà thôi. Tuy nhiên sau này khi chúng ta đi làm thì sẽ có một số vị trí yêu cầu chúng ta cần phải giao tiếp với đồng nghiệp, giao tiếp với khách hàng rất nhiều, có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải sử dụng thêm hai kỹ năng đó là kỹ năng nói và kỹ năng viết. Việc có được điểm số TOEIC Speaking và TOEIC Writing cao sẽ giúp cho không chỉ các bạn sinh viên mà còn là những người đi làm có thể cảm thấy tự tin hơn khi làm việc trong môi trường quốc tế. À, tuy nhiên đổi lại thì việc chuẩn bị cho hai kỹ năng Speaking và Writing cũng không hề đơn giản, thậm chí là đối với những người đã có điểm Listening và Reading cao. Và trên thực tế thì Viện Khảo thí Hoa Kỳ ETS cũng khuyến nghị các thí sinh chỉ nên đăng ký bài thi TOEIC Speaking và TOEIC Writing khi trình độ tiếng Anh của các bạn đạt chuẩn B2 theo tiêu chuẩn của châu Âu. Có nghĩa là điểm listening của các bạn phải sấp xỉ khoảng 385 và điểm reading sẽ sấp xỉ khoảng 400 điểm. Và ở trong số trước chúng ta đã được giới thiệu một cách tổng quan về phần thi Speaking của bài thi TOEIC. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phần thi Writing nhé. Ở trong chương trình lần trước thì chúng ta đã được giới thiệu một cách tổng quan về bài thi Speaking trong bài thi TOEIC Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về phần thi Writing nhé Bài thi TOEIC Writing sẽ bao gồm 8 câu hỏi được chia làm 3 phần với yêu cầu và cách tính điểm khác nhau Và cụ thể như sau Phần đầu tiên chúng ta sẽ có đó là phần mô tả tranh Phần này sẽ bắt đầu từ câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 5 à, Tức là chúng ta có 5 câu hỏi tương ứng với 5 bức tranh với mỗi bức tranh chúng ta sẽ có hai từ mà đề thi sẽ cho sẵn và nhiệm vụ của các thí sinh đó là viết một câu mô tả về bức tranh đó sử dụng hai từ mà đề bài đã cho. Với hai từ này thì thí sinh có thể thoải mái biến đổi các dạng từ hoặc sử dụng thứ tự bất kỳ mà mình mong muốn. Tổng thời gian làm bài cho 5 câu hỏi này đó là 8 phút. Các bạn có thể thấy ở đây đề bài đã cho chúng ta hai từ đó là từ read và từ book. Vậy thì với bức tranh này chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng viết được câu mô tả đó chính là Người đàn ông đang đọc một cuốn sách đúng không? Đó là The man is reading a book Các bức tranh xuất hiện ở trong bài thi Toic Writing Cũng khá là tương tự với các bức tranh xuất hiện ở trong phần thi Part 1 của bài thi Listening Và nó sẽ mô tả các hoạt động của con người ở trong cuộc sống hàng ngày Như là đi lại, mua sắm, giải lao Hoặc là các tình huống ở trong công việc như là làm việc hay là gặp gỡ đồng nghiệp Hai từ được cho kèm ở mỗi bức tranh có thể là các danh từ, các động từ, các tính từ, trạng từ hay là giới từ, liên từ, vân vân. À, riêng đối với bức tranh số 4 và bức tranh số 5 thì một trong hai từ được cho chắc chắn sẽ phải là một liên từ phụ thuộc. À trong tiếng Anh người ta gọi là subordinating conjunction. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cần phải viết ra một câu mô tả bao gồm hai mệnh đề và hai mệnh đề này sẽ được nối với nhau bằng liên từ phụ thuộc đó. À, chẳng hạn như chúng ta có từ if à, vậy thì khi mà chúng ta thấy từ if chúng ta cần phải viết ra một câu điều kiện chẳng hạn hoặc những từ khác ví dụ như là because although while whereas vân vân à, chúng ta hãy cùng nhau đến với ví dụ sau ở đây thì các bạn thấy bức tranh này mô tả một người đàn ông đang chuẩn bị một món ăn và ở đây chúng ta có hai từ đó chính là từ serve và từ as soon as thì từ serve sẽ có nghĩa là phục vụ còn as soon as có nghĩa là ngay khi mà vậy thì chúng ta có thể viết ra một câu đó là à, ngay khi mà đồ ăn à, được nấu xong thì người đàn ông sẽ phục vụ nó cho khách hàng của mình đúng không vậy thì chúng ta có thể viết là as soon as the food is ready the man will serve it chúng ta hãy cùng nhau đến với một ví dụ nữa ở đây các bạn có thể thấy bức tranh mô tả một người đàn ông đang bước đi trong mưa và chúng ta có hai từ đó là chính là từ although và từ rain mặc dù và mưa thế thì trong câu này chúng ta có thể thấy là mặc dù trời đang mưa nhưng người đàn ông vẫn đi bộ ngoài đường được không nào? đã có thể viết đó là although it is raining, the man is still walking hoặc chúng ta có thể dùng một cái dạng khác của từ walk đó chính là the man is taking a walk outside. Mỗi một câu mô tả về bức tranh của thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên ba yếu tố thứ nhất đó chính là đúng ngữ pháp. Thứ hai đó là sử dụng hai từ được cho một cách thích hợp Và thứ ba đó chính là cái câu mô tả này thì nó phù hợp với nội dung được thể hiện ở trong bức tranh Và mỗi câu mô tả các bạn sẽ được cho điểm ở thang điểm 0 đến thang điểm 3 Phần tiếp theo ở trong bài thi TOEIC Writing đó chính là câu hỏi số 6 và câu hỏi số 7, phần trả lời email. Ở phần này với mỗi một câu hỏi, các bạn sẽ được cho trước một email và chúng ta sẽ cần phải đọc nó. Sau đó chúng ta sẽ viết ra một email để phản hồi lại email chúng ta đã đọc, kèm theo một số các yêu cầu của đề bài. Những yêu cầu này có thể là đưa ra một lời đề xuất, đặt một câu hỏi, đưa ra một lời yêu cầu, cung cấp một vài thông tin, giải thích cho một việc gì đó hoặc là mô tả một vấn đề gì đó, vân vân. Nội dung của các email xuất hiện ở trong phần này thì lại chủ yếu thiên về chủ đề công việc hơn. Ví dụ như là các bạn đặt mua hàng như thế nào hay là sắp xếp một cuộc họp, sắp xếp một lịch gặp gỡ hoặc là một thư quảng cáo một công việc gì đấy hoặc là thư các bạn đi ứng tuyển trong một vị trí nào đó, vân vân. Và email trả lời của các bạn sẽ được đánh giá dựa trên 3 tiêu chí. Đầu tiên đó chính là bố cục và sự liên kết của email Vậy thì một email các bạn viết ra có bố cục rõ ràng mở bài, thân bài, kết bài hay không Và các ý ở trong email của các bạn có liên kết với nhau bằng những từ nối hay không Yếu tố thứ hai đó chính là sử dụng đa dạng và đúng các cấu trúc câu à, Vậy thì ở trong email của các bạn, các bạn viết câu có đúng ngữ pháp hay chưa Có đầy đủ các thành phần của câu hay chưa và có đa dạng hay không, có nghĩa là câu chủ động, câu bị động, rồi các câu sử dụng nội động từ, ngoại động từ hay là động từ liên kết Vân vân. và yếu tố thứ ba đó chính là yếu tố về từ vựng à, các từ vựng ở đây phải phù hợp với nội dung của email và hơn nữa thì các bạn sẽ cần phải thể hiện được văn phong trang trọng là formal hay là văn phong ít trang trọng là informal đối với những email mà chúng ta trao đổi với những người ngang hàng với mình hoặc là nói chuyện về những chủ đề không mang tính quá nghiêm túc thì chúng ta có thể sử dụng những cái văn phong nó less formal hơn một chút có nghĩa là không cần quá trang trọng Ngược lại, khi mà chúng ta nói chuyện với những người có chức vụ cao hoặc nói chuyện về những chủ đề uh, mang tính nghiêm túc thì chúng ta cần phải sử dụng cái văn phòng formal. Uh, với mỗi một email như vậy, chúng ta sẽ có tổng thời gian là 10 phút để làm bài. Và chúng ta hãy cùng nhau theo dõi ví dụ sau đây. From daily Update at jobseeker.com To Annie Billy Subject Jobseeker Update Sent May 18th Dear job seeker subscriber, here is the most recent job opening. ANP Inc is looking for an experienced accountant to fill a position in its accounting department. The company needs someone with an accounting degree and at least 5 years of experience. Contact Harry Anderson. Directions: Respond to the email as if you are interested in applying for the position. Make one statement about your professional background and two requests for information about the job. ở đây các bạn sẽ thấy phần direction sẽ là read the email à, với mỗi email các bạn nhận được sẽ có đầy đủ các bố cục đó là from tức là từ ai đó to à, vậy thì phần ở to này chính là tên của chúng ta à, trong cái hoàn cảnh này đúng không tiếp tục subject là phần chủ đề sent ở đây chúng ta sẽ có ngày tháng mà email này được gửi và sau khi kết thúc nội dung của email thì đề bài sẽ cho các bạn phần ở directions ở đây thì đề bài sẽ nói rõ rằng các bạn sẽ cần phải làm gì trong câu trả lời của mình ở đây thì chúng ta có đó là make one statement có nghĩa là đưa ra một nhận định về cái professional background có nghĩa là về cái nền tảng chuyên môn của mình đồng thời đó các bạn sẽ phải two requests for information about the job có nghĩa là đưa ra hai yêu cầu về một cái thông tin nào đó cho công việc này vậy thì các bước làm bài đối với dạng bài trả lời email này thì sẽ như thế nào là hợp lý nhất bước đầu tiên chúng ta hãy đọc thật nhanh tiêu đề của email đó chính là phần subject line để nắm được là cái chủ đề mà email nói về là gì bước thứ hai chúng ta phải đọc thật kỹ các yêu cầu của đề bài ở phần directions để biết được là đề bài yêu cầu mình phải làm gì bước thứ ba chúng ta hãy đọc kỹ phần nội dung của email chúng ta phân tích thông tin và hình dung ra cho mình cái phương án hồi âm nào hợp lý nhất để thỏa mãn các yêu cầu của đề bài bước thứ tư chúng ta sẽ dựa vào bố cục và văn phong của email cho sẵn để chúng ta viết ra một cái email hồi âm vậy thì bố cục nên viết của một email sẽ là như thế nào đầu tiên chúng ta sẽ phải là phần chào hỏi bắt đầu thường bằng từ dear sau đó đi với tên của người nhận tiếp tục câu đầu tiên ở trong email chúng ta sẽ cần phải giải thích và đề cập đến lý do vì sao mà chúng ta đang viết cái email này hoặc nếu trong trường hợp mà các bạn viết email với một người mà lần đầu tiên các bạn liên hệ thì chúng ta cũng nên giới thiệu qua bản thân mình một chút các câu tiếp theo ở trong email chúng ta sử dụng để bổ sung thông tin cho email của mình và sử dụng luôn những câu này để thực hiện các yêu cầu của đề bài tiếp tục là phần kết của email chúng ta hãy bổ sung thêm những thông tin khác nếu thực sự cần thiết hoặc chúng ta có thể chào kết bằng cách là cảm ơn người ta hoặc là mong chờ cái lời hồi âm của người ta và cuối cùng đó chính là phần chữ ký của các bạn thì chúng ta có thể sử dụng những từ như là sincerely hoặc là best regards vân vân cộng với tên của mình và các bạn lưu ý một chút đó là tên của mình sẽ được lấy từ phần người nhận ở trong email gốc nhé các bạn nhé vậy thì ở đây đề bài của chúng ta có job seeker update có nghĩa là một cái cập nhật À, cho những cái người mà đang tìm kiếm công việc của mình Và ở đây đề bài yêu cầu Chúng ta đưa ra một nhận định Về à, nền tảng chuyên môn Và hỏi hai thông tin về vị trí công việc Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc email Để biết là à, đây là công việc gì Và chúng ta nên hồi âm như thế nào Ở đây thì các bạn có thể thấy Công ty ANP đang tìm kiếm một cái người Experience accountant Có nghĩa là một người kế toán Có kinh nghiệm và ngoài ra vị trí này Còn yêu cầu có tấm bằng Ở trong lĩnh vực kế toán cộng với là ít nhất là 5 năm kinh nghiệm và liên hệ với người Henry Anderson. Vậy thì email trả lời chúng ta nên hồi âm lại ông Anderson và chúng ta đưa ra một cái nền tảng chuyên môn về lĩnh vực kế toán cộng với là hỏi thêm hai thông tin cho vị trí này. À, chúng ta hãy cùng nhau tham khảo bài mẫu sau đây nhé. Đầu tiên chúng ta có phần chào hỏi đó chính là Dear Mr. Anderson. Các bạn ghi dấu phẩy và sau đó xuống dòng. Phần mở bài chúng ta nói về lý do mà chúng ta viết email này. Vậy thì ở đây chúng ta được một cái trang web nó giới thiệu rằng công ty này đang tuyển một vị trí nào đấy đúng không? Cho nên chúng ta có thể viết một câu mở bài như là As far as I know, your company wants to hire someone to work in your accounting department. As far as I know, có nghĩa là như tôi được biết thì công ty của bạn đang muốn tuyển một người nào đó cho cái phòng kế toán. Và bây giờ là lúc chúng ta thực hiện các yêu cầu của đề bài thì đầu tiên chúng ta nêu ra một statement về chuyên môn của mình chúng ta nói rằng là I have worked as an accountant at the ABC company for five years có nghĩa là tôi đã làm kế toán cho một cái công ty ABC nào đó à, được 5 năm rồi à, tiếp theo thì chúng ta bắt đầu đưa ra hai cái lời yêu cầu về thông tin của vị trí này đúng không ở trong email gốc thì chúng ta chưa hề nhận được là cái vị trí kế toán này sẽ cần phải làm những gì hay là bắt đầu từ khi nào làm đúng không các bạn Vậy thì chúng ta có thể yêu cầu những thông tin này và bắt ông Anderson này phải trả lời. Chúng ta có thể viết là Could you please send me the job description? Job description có nghĩa là phần mô tả một công việc. Chúng ta sẽ làm gì, báo cáo với ai, vân vân Và tiếp tục đối với yêu cầu thứ hai chúng ta yêu cầu rằng là ông ta cho chúng ta biết là bao giờ thì cái vị trí này nó bắt đầu làm việc đúng không? Chúng ta nói rằng là And I would like to know when the job will begin. Tiếp tục chúng ta kết thúc email bằng một lời cảm ơn. Uh, thank you very much for your help. Và kỳ tên chúng ta, uh, sincerely, Anna Billy. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau phân tích vì sao uh, bài mẫu mà chúng ta vừa mới viết ra thì lại là một câu trả lời tốt cho ví dụ mà chúng ta được cho ở đầu bài. Đầu tiên, đối với phần bố cục và sự liên kết của email, thì chúng ta có thể thấy là email này có phần đưa, uh, người, nhận và ký tên của người gửi có phần chào hỏi và dẫn dắt vào uh, thông tin của email uh, tiếp tục là giữa hai yêu cầu của đề bài thì nối với nhau bằng một từ nối đã chứa từ also vậy thì đây là một email bố cục rõ ràng và có sự liên kết chắc chắn giữa các ý với nhau uh, và các cấu trúc câu được sử dụng cũng rất đa dạng ví dụ như ở trong câu đầu tiên đó là thì uh, hiện tại đơn tuy nhiên sang câu thứ hai thì là thì hiện tại hoàn thành Tiếp câu thứ ba đấy lại là một cái lời yêu cầu sử dụng cấu trúc là could you và câu thứ tư sẽ là một dạng câu hỏi phức đó là I would like to know when the job will begin vậy thì xét về khía cạnh ngữ pháp đây cũng là một ví dụ rất là tốt xét về yếu tố thứ ba đó chính là yếu tố về từ vựng thì ở đây đây là một email mà chúng ta sử dụng để ứng tuyển cho một vị trí công việc cho nên văn phong mà chúng ta cần phải sử dụng đó chính là văn phong trang trọng formal vậy thì ở trong bài mẫu khi mà chúng ta dẫn dắt về chủ đề của email, chúng ta sử dụng cụm từ đó là as far as I know, theo như tôi được biết. Tiếp tục đó là lời yêu cầu, chúng ta dùng từ could you please và khi tôi muốn biết về cái gì đó chúng ta dùng I would like to know. Vậy thì câu trả lời mà chúng ta vừa được theo dõi là một bài mẫu rất tốt dành cho ví dụ này. Uh, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với một ví dụ nữa để thực sự uh, hiểu được cách làm bài ở dạng bài trả lời email này nhé. From George Weasley to labor union members, subject: Meeting, sent March 11th. It is time for a meeting of the labor union. We need to start planning the next annual year-end party. I would like all members of the union to meet next Thursday afternoon from two to four in Conference Room A. Please let me know as soon as possible if you can attend this meeting. Thank you, George Weasley, Labour Union Chair. Directions: Respond to the email as if you are a member of the Labour Union. In your next email, explain one problem and make two suggestions. meeting Labour Union members. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc yêu cầu của đề bài. Ở đây chúng ta sẽ cần phải giải thích cho một vấn đề nào đó và đưa ra hai lời đề xuất. Tiếp tục bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc nội dung của email. À, ở đây thì email sẽ thông báo là cuộc họp dành cho Labor Union và chuẩn bị kế hoạch cho cái bữa tiệc cuối năm. Tất cả các thành viên ở trong liên đoàn lao động thì được mời họp vào chiều thứ 5 tuần sau từ 2 giờ đến 4 giờ tại phòng họp A và được yêu cầu là phải confirm lại là người ta có đến được hay không. Vậy thì ở trong bài mẫu chúng ta sẽ cần phải giải thích một vấn đề à, Thế thì ví dụ như vấn đề là chúng ta không đi được do chúng ta bận à, gặp khách hàng chẳng hạn à, Và sau đó đưa ra hai cái lời đề xuất Ở đây thì người gửi đưa ra một lịch Và sau đó bắt những người nhận là confirm lại là có đến được hay không à, Thế thì thay vào đó chúng ta có thể đưa ra một cái ý tưởng hay hơn à, Đó chính là à, người gửi này sẽ à, thu thập lại cái lịch rảnh của tất cả mọi người Và đưa ra một cái giờ họp nào đó mà... Phù hợp với nhiều người nhất Thì đấy là một phương án rất là hiệu quả Với cái đề xuất thứ hai Thì chúng ta hoàn toàn có thể thỏa sức sáng tạo Ở đây chúng ta có thể tưởng tượng Là phòng họp A thì vừa bé vừa cũ đúng không Và chúng ta sẽ Suggest rằng người ta đổi Sang phòng họp B Một phòng họp nó vừa to lại vừa sang trọng thoải mái hơn Vậy thì chúng ta có thể kết thúc Được 3 yêu cầu của đề bài rồi Chúng ta hãy cùng nhau tham khảo bài mẫu sau đây nhé Đầu tiên là phần trả hỏi Ở đây thì trong email gốc thì người viết Sử dụng cái văn phong nó không thực sự là formal Cho nên chúng ta có thể chào bằng từ hi Hi George Tiếp tục câu đầu tiên Chúng ta sẽ đưa ra một lời dẫn dắt Về cái thông tin ở trong email à, Chúng ta nói rằng là à, tôi đã nhận được email của bạn Cụ thể là I received your message about the labor union meeting next Thursday Khi mà chúng ta viết như thế này Thì người nhận sẽ hiểu được rằng chúng ta đang nói về à, Cái lịch họp vào chiều thứ năm tuần sau tiếp theo chúng ta bắt đầu xử lý các yêu cầu của đề bài đầu tiên đó là giải thích cho một vấn đề nào đó thì chúng ta nói rằng chúng ta không đến được và do bận phải gặp khách hàng chẳng hạn chúng ta có thể viết rằng là I am truly sorry but I will not be able to attend because I have an appointment with a very important client at that time à, có nghĩa là tôi rất xin lỗi nhưng tôi sẽ không thể nào đến tham dự được bởi vì tôi có một cái cuộc hẹn với một khách hàng rất quan trọng vào cái thời điểm đó Tiếp tục chúng ta bắt đầu đưa ra Hai lời đề xuất Chúng ta đã được học rất nhiều các cấu trúc Để đưa ra một lời đề xuất rồi đúng không Ở đây chúng ta có thể sử dụng đó là I think it is a good idea that You ask all the union members For their available time And then uh, Choose a new meeting time Based on that information à, Vậy thì các bạn thấy là Ở đây chúng ta yêu cầu là người nói thu thập cái available time của mọi người và make ra một cái new meeting time based on có nghĩa là dựa vào cái thông tin mà người ta vừa nhận được. Tiếp tục với một cái đề xuất thứ hai thì chúng ta có thể nối với đề xuất thứ nhất bằng từ là in addition có nghĩa là ngoài ra. Thì I think that conference room B would be a much better venue. Chúng ta có từ venue đó chính là địa điểm cho một cái sự kiện nào đó But a much better venue for a meeting because it is a larger and more comfortable room. Có nghĩa là phòng vừa rộng hơn, lại vừa thoải mái hơn đúng không nào? Cuối cùng khi mà chúng ta đã thực hiện xong tất cả cái yêu cầu mà đề bài đã ra, thì chúng ta chào kết bằng cách đó là I am looking forward to working on the plans of the year-end party. Có nghĩa là tôi rất là mong chờ được làm việc với cái kế hoạch cho bữa tiệc cuối năm này và kỳ tên chúng ta có thể sử dụng là sincerely. Do ở đây thì đề bài không đề cập rõ tên của người nhận cho nên chúng ta hoàn toàn có thể ký tên của mình vào. Thì ở đây tôi ký tên là tên Quang. Rồi, vậy thì bây giờ phân tích về bố cục của email chúng ta có đầy đủ phần chào hỏi, phần dẫn dắt, các phần nội dung bổ sung ý nghĩa, phần chào kết và cuối cùng là phần chữ ký. Đây là một bố cục rất rõ ràng và các ý được liên kết với nhau bằng các cái liên từ. Và bên cạnh đó thì các cấu trúc ngữ pháp sử dụng ở trong bài cũng rất đa dạng. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy câu đầu tiên chúng ta sử dụng thì quá khứ đơn. Tiếp tục đó là thì hiện tại đơn và tương lai đơn. Với yếu tố thứ ba đó là về từ vựng thì ở đây chúng ta thấy bài có một văn phong không quá là formal, tuy nhiên là vẫn đảm bảo được độ lịch sự của mình. Và ngoài ra chúng ta còn có một vài từ hoặc cụm từ khá là hay Và diễn đạt được đúng chính xác những ý mà chúng ta muốn Ví dụ như là từ based on là một này Ở đây chúng ta có từ venue là để ám chỉ về địa điểm Các bạn có thể sử dụng những từ đơn giản hơn như là từ place à, Tuy nhiên từ venue là một từ rất thích hợp trong trường hợp này à, Và phần cuối cùng ở trong bài thi Toeic Writing Đó chính là câu hỏi số 8 Một bài văn nghị luận đây chính là phần dài nhất và có thể gọi là khó khăn nhất ở trong bài thi Topic Writing Ở trong phần này thì các bạn sẽ được cho một câu hỏi hoặc một ý kiến về một cái topic nào đó Thân thuộc đối với cuộc sống hàng ngày hoặc là cuộc sống công việc của các bạn Các topic có thể bắt gặp được ở trong phần bài luận này Có thể là về gia đình, bạn bè hoặc là về thói quen, sở thích chẳng hạn Còn về khía cách công việc thì chúng ta có thể bắt gặp những đề như là Các bạn lựa chọn nghề nghiệp như thế nào Hoặc là các cái vấn đề xảy ra ở nơi làm việc ra sao hoặc là các bạn còn có thể bắt gặp những chủ đề liên quan đến tính xã hội một chút ví dụ như là về an toàn giao thông về giáo dục hoặc là về đô thị vân vân và sau đó thì đề bài sẽ bắt các bạn viết ra một bài văn nghị luận một bài opinion essay dưới một trong những cái dạng sau dạng đầu tiên đó chính là agree or disagree with a statement có nghĩa là các bạn đồng tình hay không đồng tình với một quan điểm nào đó dạng thứ hai đó chính là state your preference for something nêu lên cái sự lựa chọn của mình uh, giữa các cái phương án hoặc là quan điểm khác nhau tiếp tục dạng thứ ba đó chính là describe the advantages and disadvantages of a situation có nghĩa là nêu ra cái ưu điểm hoặc là bất lợi của một cái tình huống nào đó và thứ tư đó chính là explain the importance of something các bạn giải thích tầm quan trọng của một điều gì đó Bài luận của các bạn sẽ phải có độ dài tối thiểu là 300 từ với thời gian làm bài là 30 phút và bài viết của các bạn sẽ được đánh giá theo 4 tiêu chí sau đây. Đầu tiên đó chính là bố cục và sự liên kết. À, bài văn của các bạn có uh, trình bày rõ ràng hay không? Các ý ở trong bài có được liên kết với nhau hay không? Tiếp tục đó là các lý do ví dụ để bổ trợ cho lập luận quan điểm của bài. Có nghĩa là khi mà chúng ta đưa ra các ý kiến các quan điểm thì chúng ta có bổ trợ cho nó bằng những lập luận hay là những ví dụ thực tế hay không. À, tiếp tục thứ ba đó chính là sự liên quan giữa nội dung của bài với yêu cầu của đề bài. Ví dụ như là đề bài yêu cầu các bạn thảo luận về các uh, ưu điểm hoặc là nhược điểm mà chúng ta lại đi thảo luận về tôi đồng tình hay không thì đấy là sai rồi. Hoặc là đề bài thì yêu cầu các bạn giải thích về cái chủ đề giáo dục nhưng mà các bạn uh, viết văn thì lại lan man sang các chủ đề khác thì đấy cũng là không đặc điểm ở cho yêu cầu này. Yếu tố cuối cùng đó chính là ngữ pháp và từ vựng. Ở đây thì các bạn có sử dụng ngữ pháp đa dạng hay không? À, có bị sai ngữ pháp nhiều hay không? Rồi từ vựng các bạn sử dụng có đa dạng hay không? À, có bị lặp từ hay không? Hay là có những cái chỗ nào đấy các bạn sử dụng từ nó có phù hợp hay không? Vân vân. Và bài essay của các bạn sẽ được chấm điểm trên thang điểm từ 0 cho đến 5. Hãy cùng nhau theo dõi ví dụ sau đây nhé. Ở đây thì đề bài yêu cầu các bạn đó là do you agree or disagree With the following statement, có nghĩa là các bạn đồng tình hay không đồng tình. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau xem cái statement đấy là gì nhé. It is more important to work at a job you enjoy than to make a lot of money. Có nghĩa là việc mà các bạn làm được một công việc mà chúng ta yêu thích ý, thì quan trọng hơn rất nhiều so với việc mà chúng ta làm một công việc mà cho, cho chúng ta một cái nguồn thu nhập lớn. Thế thì bây giờ khi gặp một cái đề bài ở phần câu hỏi số 8 này, thì chúng ta sẽ đi qua các bước làm bài như thế nào? À, đầu tiên là chúng ta cần phải xác định yêu cầu của đề bài là thuộc dạng nào. Ví dụ như ở trong bài này là thuộc dạng agree or disagree. Tiếp tục ở bước thứ hai chúng ta đọc cái nội dung của statement và nhanh chóng đưa ra ý kiến của cá nhân mình đó là agree, uh, disagree hay là partly agree hoặc là partly disagree. Bước thứ ba chúng ta nghĩ ra hai cho đến ba ý tưởng để bổ trợ cho cái quan điểm của mình và tốt nhất là chúng ta nên chọn ra ba ý tưởng. À, bởi vì bài thi TOEIC writing có yêu cầu tối thiểu đó là 300 từ. À, vậy thì việc chọn cho mình được 3 ý tưởng sẽ giúp cho các bạn triển khai một cái bài văn nó đầy đủ à, sắc sảo hơn à, và chúng ta sẽ không gặp khó khăn trong quá trình mà chúng ta tìm cái ý để support hoặc là tìm các cái ví dụ để bổ trợ cho cái lập luận của mình. Vậy thì đối với đề bài này thì nếu như chúng ta đồng tình với quan điểm rằng là à, đi làm thì làm cái gì mình thích tốt hơn à, hơn là việc là làm được nhiều tiền thì chúng ta có thể đưa ra được các cái lập luận à, ví dụ như là à, tiền thì rất là quan trọng nhưng nó không mua được hạnh phúc nó không phải là tất cả chẳng hạn à, đấy là quan điểm thứ nhất quan điểm thứ hai đó là làm việc mình yêu thích thì à, mình có thể thành công hơn và mình sẽ sống một cái cuộc sống hạnh phúc hơn chẳng hạn như thế chúng ta có có ba quan điểm rồi đúng không à, và với ba quan điểm này thì chúng ta có thể chuyển nó thành một cái bài essay với một cái bố cục nó rõ ràng và hợp lý À, trên thực tế thì có rất nhiều cách để viết ra một bài essay tùy thuộc vào dạng của bài nữa tuy nhiên chúng ta có một cái cấu trúc rất là phổ biến mà gần như có thể áp dụng cho tất cả các dạng bài à, đầu tiên đó chính là phần mở bài phần mở bài này chúng ta sẽ viết từ 2 cho đến 3 câu câu đầu tiên chúng ta nhắc lại nội dung của đề bài đã được cho và chúng ta có thể paraphrase các cái từ ở trong đó đi để có thể thể hiện được cái range cái trường từ vựng của chúng ta rộng như thế nào câu thứ hai chúng ta viết thesis statement có nghĩa là đưa ra cái ý kiến của mình và ý kiến này nó phải thống nhất và xuyên suốt trong toàn bộ bài văn bên cạnh đó chúng ta có thể nêu qua một cách ngắn gọn về các cái ý chính mà chúng ta sẽ triển khai ở trong bài phần thứ hai đó chính là về thân bài thì các bạn thấy là ở đây chúng ta có ba ý tưởng cho nên chúng ta hãy viết nó thành ba thân bài và mỗi một thân bài chỉ viết về một ý mà thôi và thân bài sẽ được viết như sau đầu tiên sẽ là câu topic sentence đó là đưa ra cái quan điểm ý kiến của mình. Sau đó những câu tiếp theo chúng ta sẽ giải thích thêm cho quan điểm của mình và cộng thêm đưa ra ví dụ. Tiếp tục chúng ta có thể phân tích về ví dụ một chút hoặc là chốt lại cái quan điểm của mình và như thế chúng ta cứ viết 3 đoạn văn tương ứng với ba ý kiến. Cuối cùng phần kết bài thì chúng ta khẳng định lại ý kiến của mình và mở rộng thêm nếu các bạn muốn. OK, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi bài mẫu sau đây đầu tiên là phần mở bài. Thì câu đầu tiên chúng ta nêu lại về cái quan điểm của đề bài đã cho. Ở đây người ta nói rằng là làm việc mình thích ý, thì tốt hơn là việc mà mình cho mình nhiều tiền. Vậy thì câu này chúng ta có thể viết lại như sau. Đó là It is believed by some people that when it comes to choosing careers, job satisfaction is a more important factor than the salary. Thì ở đây chúng ta thấy là làm kiếm được nhiều tiền. Uh, thì không quan trọng bằng việc làm việc mình thích, tức là làm việc mình thích. Thì chúng ta paraphrase cái đó bằng từ job satisfaction, cái sự thỏa mãn với công việc của mình. Và à, cuối cùng là tiền các bạn làm ra, tức là cái lương của các bạn đúng không? Chúng ta sẽ dùng từ salary. Sau đó chúng ta đưa ra cái quan điểm của mình. Ở trong bài này thì à, tôi viết bài theo quan điểm là đồng ý hoàn toàn, cho nên nói là I totally agree with this statement. Và sau đó chúng ta nêu qua những cái quan điểm chính mà chúng ta nói đến trong bài because it will not only make you more successful, but also help you live a happier life. Rồi, và tiếp tục với thân bài. Ở phần thân bài đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về việc là tiền thì rất là quan trọng, nhưng mà nó sẽ không phải là tất cả. I agree that earning a decent income is necessary. Nó rất là cần thiết. Because it allows people to meet their basic needs có nghĩa là nó cho phép con người chúng ta có thể là đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu vậy thì bây giờ nhu cầu tối thiểu đó là gì thì chúng ta hãy cùng nhau đưa ra ví dụ đó là for example we all need money to pay for housing food bills healthcare and education à, có nghĩa là nhu cầu về ăn uống về nhà ở về giáo dục về chăm sóc sức khỏe vân vân tiếp tục thì chúng ta sẽ nêu ra một cái sự bất cập nào đó trong cái việc kiếm tiền bởi vì là có tiền chứ chắc là hạnh phúc đúng không chúng ta nói rằng là However, if you focus on making money, you may miss the opportunity to bring other meaningful things into your life. Nếu như mà các bạn tập trung quá nhiều vào việc kiếm tiền thì chúng ta có thể bị nhỡ đi các cái cơ hội mà đưa để để mang lại những cái thứ đầy nghĩa hơn vào trong cuộc sống của chúng ta. À, ví dụ như là such as self fulfillment, love and friendships, Mà nghĩa là tình yêu, tình bạn và các cái đầu tư cho bản thân của mình được không nào? Tiếp tục chúng ta sẽ cần phải chốt lại một cái quan điểm nào đó à, là kiếm tiền là tốt nhưng chưa phải tất cả. Chúng ta nói rằng là what is the meaning of having a great amount of money when you cannot enjoy such fundamental things in your life? có nghĩa là kiếm tiền nhiều để làm gì khi mà chúng ta không thể tận hưởng được những cái thứ quan trọng nhất đối với cuộc sống của chúng ta như thế. Vậy thì câu vừa rồi nó vừa kết lại cái luận điểm của bài văn thứ nhất và đồng thời mở ra tạo một cái đà cho chúng ta viết cái đoạn văn thứ hai và đoạn thứ ba. Ok, vậy thì sang đoạn văn thứ hai, chúng ta nói rằng là làm việc mà chúng ta thích thì chúng ta sẽ thành công hơn. À, ví dụ như là on the other hand, most people do their work better when they have job they like có nghĩa là khi chúng ta làm cái việc chúng ta thích thì chúng ta sẽ làm nó tốt hơn có gần nghĩa với việc là thành công hơn đúng không tiếp tục chúng ta giải thích cụ thể ví dụ đó là if they are keen on what they do ở đây thì khi mà chúng ta nói là họ thích cái gì đó thì có rất là nhiều cách để chúng ta nói cái từ thích này và ở đây chúng ta không dùng đi dùng lại cái từ like mà chúng ta có thể paraphrase bằng những từ như là keen on something hoặc là be fond of something hoặc là be interested in something. Uh, thì ở đây chúng ta sẽ dùng là, if they are keen on what they do, they are willing to put more effort into it. for instance, they would take the time to learn more about their profession and improve their skills, as well as spending extra time on the job when that is required. thì chúng ta sẵn sàng bỏ thời gian ra để nghiên cứu về chuyên môn, đầu tư về các kỹ năng của mình và sẵn sàng là làm thêm khi mà công việc đòi hỏi. Tiếp tục với đoạn văn thứ ba, chúng ta lại đưa thêm một ý nữa. thì để nối được cái ý này với cái ý trước thì chúng ta sử dụng thêm từ nối như là in addition, ngoài ra. rồi ở phần thân bài thứ ba này thì chúng ta sẽ nói rằng là làm công việc mình thích ý, thì mình sẽ sống hạnh phúc hơn được không nào? chúng ta nói đơn giản đó là when people are into their jobs be into something có nghĩa là các bạn đang chìm đắm Và các bạn rất là thích cái gì đó đúng không nào? thì they feel happier and they are happy to go to work every day có nghĩa là làm công việc bạn thích thì mỗi sáng khi mà các bạn thức dậy thì chúng ta cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà đi làm. tiếp tục chúng ta bổ sung thêm một nghĩa đó là they are also blissful outside of work hours có nghĩa là họ rất là hạnh phúc À, không chỉ là trong giờ làm mà còn ngoài giờ làm nữa thì chúng ta sử dụng cái từ blissful để paraphrase cho từ, từ happy và chúng ta giải thích đó là because they don't feel the stresses associated with an unpleasant job có nghĩa là họ không cảm thấy cái áp lực à, nó đến từ một cái công việc mà người ta không thoải mái ok và câu cuối cùng ta chốt lại là à, làm việc của chúng ta thích để sợ, giúp cho chúng ta sống hạnh phúc hơn đó là gì đây Since most people spend a large percentage of their lives at their job, có nghĩa là mỗi con người thì đều dành cái, hầu hết cái thời gian của mình cho công việc. Cho nên là it is important to have a job that brings happiness, có nghĩa là rất là quan trọng khi mà chúng ta có một công việc mà mang lại cho chúng ta cái sự hạnh phúc. Rồi và phần ở kết bài thì chúng ta có thể khẳng định lại là uh, làm việc mình thích là rất quan trọng uh, vì nó giúp chúng ta thành công hơn và chúng ta sẽ uh, sống hạnh phúc hơn đúng không? OK. In conclusion, the best way to have a good life is to do work that you love. That may or may not be work that earns you a lot of money. Đấy là công việc mà có thể hoặc không thể đưa lại cho các bạn rất là nhiều tiền. Tuy nhiên, however, be something that makes your life better. Có nghĩa là khiến cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Và các bạn có thể thấy uh, xuyên suốt cái bài văn chúng ta sử dụng một cái bố cục rất là mạch lạc, rõ ràng, đầy đủ mở bài ba phần thân bài và phần kết luận. Các ý tứ thì được nêu ngay từ câu đầu tiên của bài, sau đó được support bởi các cái ý kiến, các ví dụ và có phần kết luận ở mỗi đoạn văn. Về cái cách ngữ pháp thì chúng ta có thể thấy là bài văn vừa rồi thì không có lỗi sang ngữ pháp nào và bên cạnh đó thì cũng sử dụng rất nhiều các cấu trúc ngữ pháp đa dạng. Ví dụ như là cấu trúc chủ động, câu bị động, rồi các mệnh đề, câu điều kiện, vân vân. Ok, vậy thì tổng kết lại, à, phần thi TOEIC Writing sẽ bao gồm 8 câu hỏi được chia làm 3 phần à, cụ thể như sau. Phần đầu tiên là câu hỏi số 1 đến câu hỏi số 5, đó là các bạn mô tả các bức tranh à, và các bạn sẽ có tổng tất cả là 8 phút để làm 5 câu hỏi này và mỗi câu hỏi sẽ được cho điểm từ 0 cho đến 3. Phần thứ hai đó là câu hỏi số 6 và câu hỏi số 7, đó là trả lời một email. Các bạn sẽ được cho điểm thang điểm từ 0 đến 4 và sẽ có thời gian là 10 phút cho mỗi email. Tiếp tục phần thứ ba là câu hỏi số 8, một bài văn nghị luận. Các bạn sẽ có 30 phút để làm bài văn này và được cho điểm từ 0 cho đến 5. Từ điểm số của mỗi phần thì bài thi của các bạn sẽ được quy ra à, cái thang điểm trên tổng số là 200 điểm tương ứng với 9 cái level và chúng ta có thể tham khảo cái bảng sau. Ở đây các bạn thấy là nếu như chúng ta đạt từ 0 đến 30 thì đạt ở level 1, 40 đạt level 2, 50 đến 60 đạt level 3 vân vân và nếu như các bạn chưa biết thì tôi xin bật mí với các bạn đó là 50% điểm của các bạn sẽ được chấm bởi hệ thống e-rater à, tức là chấm bằng máy còn 50% điểm sẽ được chấm bởi human rater có nghĩa là à, sẽ có giám khảo chấm cho các bạn vậy thì hệ thống e-rater sẽ tập trung vào chấm điểm ngữ pháp cũng như là chấm điểm từ vựng của các bạn đó là các bạn sử dụng những cái từ có lặp đi lặp lại nhiều lần hay không thế còn đó, hệ thống human writer là các giám khảo là con người chấm thì chúng ta sẽ tập trung vào à, cái bố cục các ý tưởng rồi là phát triển cái chủ đề của các bạn như thế nào và có liên quan đến cái yêu cầu của đề bài hay không và một sự thật thứ hai nữa đó chính là các phần khác nhau của bài thi writing sẽ được gửi đến cho các giám khảo khác nhau chấm và sẽ không có một giám khảo nào chấm toàn bộ bài speaking hoặc bài writing của các bạn các bạn có thể thấy là phần thi TOEIC Writing không hề đơn giản một chút nào đúng không các bạn? Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể chuẩn bị được tốt cho phần thi TOEIC Writing? À, đầu tiên thì các bạn lưu ý là bài thi Writing sẽ được tiến hành ở trên máy tính cho nên các bạn sẽ cần phải luyện cho mình một cái tốc độ gõ bàn phím à, phù hợp. À, nếu như bạn nào mà gõ chậm quá thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian để làm bài đúng không nào? À, đối với phần mô tả tranh thì việc mà chúng ta đã ôn luyện rất là kỹ lưỡng cho phần thì listening part 1 cũng đã hỗ trợ rất là nhiều rồi. Và bên cạnh đó thì đối với câu hỏi số 4 và câu hỏi số 5 là đề bài sẽ cho các bạn một cái liên từ phụ thuộc thì chúng ta cần phải master được cái kiến thức về liên từ phụ thuộc này để viết ra được một câu trả lời vừa nhanh vừa chính xác. Đối với phần thứ hai đó là phần phản hồi lại email thì chúng ta cần phải tham khảo một cái nguồn văn mẫu và nguồn văn mẫu vô cùng phù hợp và sát với bài thi Châu Ích đó chính là cái phần thi Part 6 và Part 7 ở trong bài thi reading của các bạn. Đây là những cái email mà nói về những cái chủ đề nó hết sức là phù hợp với vấn đề công việc hay là cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cùng nhau đọc một cái email và cố gắng phân tích ra cái bố cục của nó đó là uh, tiêu đề như thế nào rồi chào hỏi ra sao cái văn phong để dẫn dắt vào ý tứ như thế nào và nêu những cái câu mà để support cho ý tưởng của mình như thế nào và sau khi phân tích xong thì chúng ta hãy cố gắng bắt chước lại ở trong cái email của mình Đối với phần văn nghị luận thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái uh, bố cục bài văn mà các bạn viết cảm thấy thoải mái nhất Bên cạnh đó thì các bạn có thể tham khảo À, các nguồn văn mẫu từ những đầu sách uy tín ví dụ như là uh, Tactics for the TOEIC Test hoặc là bộ Collins Skills for the TOEIC Test uh, với hai kỹ năng là Speaking và Writing và cuối cùng đó là Practice makes perfect chỉ có việc luyện tập mới làm cho kỹ năng viết của các bạn có thể cải thiện được vậy thì các bạn nhớ là hãy cố gắng viết thật nhiều và nhờ những người có trình độ tiếng Anh cao hơn kiểm tra giúp và đánh giá xem là chúng ta cần phải sửa và khắc phục ở những điểm nào nhé Vocabulary number one conclusion number two salary number three improve number four fundamental number five response number six appointment number seven description number eight accountant All right, bây giờ sẽ là phần câu hỏi dành cho các bạn đây ở trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có hai câu mô tả bức tranh cộng với một câu mà các bạn sẽ cần phải phản hồi lại một cái email vậy thì các bạn nếu như đã có câu trả lời của mình thì hãy nhanh tay comment về trên fanpage của VTV7 để có thể nhận được những phần quà của chương trình đó là các voucher giảm lệ phí thi khi các bạn đăng ký bài thi TOEIC cũng như là các đầu sách uh, luyện thi TOEIC mà hội đồng cố vấn đã khuyến nghị cho các bạn và sau đây là câu hỏi của ngày hôm nay. Quiz time. Woman. Choose. Cold. Although. From Business News to Business Managers Subject. Subscribe. Sent September 5th. Dear Business Managers, the Business News brings you all the most recent news about important developments in the international business world. It is read by thousands of business people just like you in more than 40 countries around the world. Subscribe today and receive a 20% discount off the normal price. Directions. Respond to the email as if you are a business person interested in subscribing to the Journal of Business News. In your email, ask three questions. Okay, Quang See ya!